Hôm nay em 3 năm rồi em quay trở lại thì quán có cái món gọi là cà phê trứng cực ngon. Cảm ơn chị. Đây đứng gần bà chủ. Nói có mắt có trứng nha. Bởi vì anh chị em nào đi Vancouver nhớ ghé quán. Đọc lại địa chỉ giùm em. Park Hot Lầu 2141 Kingsway. Dạ, cảm ơn chị. Vancouver nha, nhớ nha. Ăn ngon lắm. Vâng. Cái service rất là dễ thương. Cho cái que gì bánh mì que đó review cái cà phê trứng cực ngon. Nhà hàng có chung vàng nhá, cà phê trứng nha. Yeah. Wow, đúng rồi. Một cái bánh đa cua đậu, một cuốn cá Hải Phòng. Đó, dạ. Nhà hàng nào chưa có nhà hàng có cua đậu. Đúng rồi, chị nói, chị đây nói rất là đúng nha. Dạ tí nữa em chụp cho đó. Lấy ông cái chiếc đũa. Sai, nói sai thì không chịu. Nghĩ sao nó chịu không? Nó sai giận. Nói sai giận, cãi á. Không. Bánh mì que Hải Phòng. Đâu để review Thảo ăn miếng bánh mì que đó nào. Đâu Thảo ăn thử miếng coi coi coi. Ngon cực đấy. Trong nó có pate với lại có chả bông. Chả bông với pate. Cho ý này, ý ăn một cái này. Wow. Trời ơi. Ngày hôm qua uống với tới ba chai có năm giòn không? Phải giòn nha, giòn ha. Mate có mình da heo nha. Ôi vậy nữa. Cái kia chị hiểu sao chứ không có chị lấy gì chị. Bún ốc đậu. Bún riêu cua đồng ở. Khi nào mình ăn thì mình bỏ ruốc. Ừ mà không bỏ cũng được không sao. Bánh dưa cua đồng. Của mình là bánh đa cua đồng. Sau khi ăn này xong tụi em sẽ đi coi cá hồi đẻ trứng nha. Nhiều, nhưng mà mình đâu được bắt đâu đúng không? Không coi đi mà. Nhưng nhà bên Thu Huyền ngon lắm. Cái em đang qua cả một nhà chuẩn bị gặp tham không đâu. Chỉ ăn thôi không có nhậu. Dạ tôi. Nhìn cũng ngon. Muốn chả cá nè. Ngon lắm. Ngon hả? Quán này. Bởi vì ai giới thiệu gì giới thiệu chứ đi đâu đi cũng phải quay lại đây ăn ngon lắm. Ăn bắp khoai. Mẹ năm tuổi ngủ. Đi chị nào? Lúc này ta đi, ta cứ sáng chạy đi làm bỏ mai sáng. Một hai ổ vô. Sáng mai. Ổ dây đã đã. Tuần nào cũng đi hả? Cà phê chứ. Đây. Đây. Của người đẹp đây. Này à? Trời ơi. Làm lên một miếng cho cái cảm nhận là bánh đa nè. Bánh đa Hải Phòng á. Bánh đa Hải Phòng á. Ngon dữ luôn. Nước ngon lắm. Giống như ăn cao lầu á. Sật ngon. Nước súp ngon. Công nhận. Đậm đà ở sở luôn. Chợ cà giống nước trường còn gì để nói ngon quá ngon. Đây. Bỏ gì trứng đi có trứng nào vậy mà có thể được chọn được chị đồ. Chị quấy nhiều nhiều quấy muốn chả cá ngon ghê á. Chả cá nhai ngon thơm. Có chừng em kéo lên
Bà nói em làm được mà. Bỏ miếng này. Con. Cây không có chừng cây. Ô tôi cây để cho ăn trái vậy. Thịt lên nó. Cái đồ ăn nó cay rồi. Lá lốt. Đó. Có rêu của. Chân trúng cái áo. Quá luôn ạ. Đấy mà nè. Ăn sướng cái mũi. Cay thế đó chị. Có được. Để nó tả được cái độ ngon. Cay ăn hết. Không. Mà coi nhờ. Tinh mỡ. Chút mỡ nè thấy không? À. Nó to không? Đó, nó ngon. Lấy ngon dữ vậy. Lấy cây nào, lấy này nè. Lấy này cây nè. Dạ không, nó ăn được nó để ăn cho ăn cháo. Ý ăn cây được nha chị. Trời ơi. Ý ăn cây giỏi luôn á. Giỏi hơn bà nội nữa. Trời ơi. Cái tô cháo đùi ếch đó. Cháo trắng một cái đùi ếch. Thử người ta review mày. À, ý review á. Ý review không có món mới mà. Ừ. Thì đây lấy cái chén mình bỏ miếng cháo miếng thịt vô. Đó đang em sẽ không phú quá. Tôi ý biết ăn lắm nha. Cháo đùi ếch của ý là có quẩy luôn ha. Không order riêng. Ồ vậy á. Không order riêng chung á. Đâu order riêng ăn nguyên order bằng hồi. Mày coi kìa, mây mà nó ôm cái núi lơ lửng đẹp chứ. Sau khi ăn xong thì tụi em đi tới cái nơi mà cá hồi nó sẽ về nó đẻ trứng. À, nơi này người ta gọi là dòng sông Capilano. Nó là một công viên nhưng mà giống như ôi đúng nghĩa vô rừng cánh này rừng. Nguyên thủy. Trong đây cũng có nhà kìa. Mọi người cùng đi nha. Với lại cái nơi này giống như kiểu người ta xây, mặc dù nó về nhưng mà người ta xây trận giống như kiểu như mình trận con đập á, trận con đập sao mà để cho một cái ngã tẻ để cá nó về, người ta giữ lại một số cho nó đẻ để mà giữ các con, chứ không giống như kiểu sợ tiệt chủng á, họ giữ cái đường đi thì đẹp thôi luôn á, em mê đẹp lắm, mọi người theo chân em đi vô trong này coi nha. Rêu lên trên cái cây hả, thấy không hả? Đấy. Thấy đây chưa? Thấy rồi. Thấy chưa? Chưa mà. Mình vô nữa hả? Thấy đây chưa hả? Mình vô nữa chưa thấy xe nào. You have arrived. Hả? Đây à? Bạc kinh chắc không phải hiểu. Ôi vậy là nó bắt bạc ngay chỗ nãy. Ôi đây cũng có người bạc nghe, không bạc đây. Đây sao? Ủa sao thưa phi chưa thấy xe kìa, đi trước mình mà. Handicap. Handicap. Cái này là handicap only. Ôi chị có. Ngất ngây với cánh rừng này, ngất ngây. Nè, để cho coi cái cây mà nó rong lên cái cây nè, thấy chưa? Thác này giống như là
cái tháp nhân tạo thôi, họ xây ngăn một cái đập nhỏ lại để cho ngăn dòng nước, ngăn cái dòng nước coi như cái nguồn cá về đó, thì họ giữ lại, họ chậm họ giữ lại để đó. Có các em nói đây này, giống như là đây là một cái dòng sông nha mọi người, người ta xây chậm lại đây, thì tí nữa em đi xuống hầm cho mọi người coi là họ chậm cái nguồn cá lại để họ giữ một số lại để cho nó đẻ chính đó. Một số nào thì mọi người cũng thấy cá con không đó, nó sẽ đi về một hướng khác nữa. Nói chung là nhiều cái dòng sông để mà cá hồi nó vượt biển nó đi về để nó đẻ, nhưng mà họ cũng giữ lại một số, chứ không thì để cho con người của mình mà nói để ăn mà tàn phá tàn sát kiểu này đôi khi nó cũng thiệt chủng. Cái chỗ của người khác hồi nãy em nói á, họ chậm lại đó, họ xây chậm lại đó, cái ngã tẻ này cá nó sẽ về đây, cái hồng đó, họ xây chậm lại. Mọi người nhìn kỹ theo cái dòng nước nha, có con cá nó nhảy vượt lên đó, có con thì chạy vượt lên, nhưng mà có con thì cái dòng chảy nó lớn quá nó lại bị tuột xuống đó, thấy không, đó con cá nó mới nhảy lên là nhảy xuống là đó, là hay mình vừa thấy nhảy nè, không kịp đó 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 mới nhảy lên đó nè, lúc em đứng ở đây nhìn rõ mới thấy nha, nó y như cái đường đó, nước đó. Quá trời luôn, đó nhiều lắm, nhiều lắm, kia u chẳng tình nó bơi ở dưới, nó bơi ở dưới đó, nhiều lắm đó. Coi xong chỗ này xong rồi thì tụi em sẽ đi ra đây nè, đây là cái nơi mà họ sẽ giữ rặn giữ các con lại đó, cho đủ ngày thì họ sẽ thả nó. Trời ơi, mấy cái rêu nó bám lên mấy thân cây. Còn khi ở đây xong thì tụi em sẽ đi ra một cái nơi mà có một cái cáp treo, cái cáp treo đủ thời gian để coi, để coi có đủ thời gian không, mình còn khoảng độ 1 tiếng mấy, 2 tiếng để coi. Cái con cá đó mắt nó con cứ con cá có ai không biết ra thì không, rồng nó cái cáp treo nó đẹp lắm, cây kìa rồng reo nó mọc lên rồi, thảo rồng rồng ra luôn. Cái rồng này ăn được không? Cái này khô là đốt cháy dữ lắm này ha. Cái này nha, rồi mình mua về xong rồi mình hái về xong mình rửa ra, xong mình phơi ra, xong rồi mình nấu chè mình ăn đó. Trời ơi, cái đó nó tại dưới biển mà, cái này ở trong rừng mà. Trời ơi, đây, cái con mà vừa mới tả đòi nấu cái này ăn là nó ăn. Nó bảo là ngày mai lên đi cho uống rượu. Uống rượu sao? Mày không. Thì có cái gì giống giống? Ai tới cũng bắt đi giới thiệu hai đứa em.
Đây, bây giờ tụi em tới cái nơi mà có cáp treo nè. Bây giờ sẽ vô tìm parking. Gửi xe xong nó nằm bên này đường. Đông ghê. Chỗ này đông hơn hồi nãy luôn á. Ở bên đây tính ra vàng lá sớm hơn ở Edmonton ha. Mình vàng sớm hơn chứ. Cái này mà chưa có vô thu nha. Cái này mà vô thu mọi người ngất ngây luôn á. Đẹp lắm. Quá trời đông luôn, thấy không? Ý thích lắm, tung tăng nè. Vô tới đây mà thấy cái gì vậy, thấy gì vậy? Thấy cái gì đang đứng nhìn bất động luôn cả. Siêu quậy á. Hắn tiếp tục chạy. Như đây rộng rãi, chạy xuống. Đi nào. Tụi em cũng mắc cười. Parking mà nó có cái cột để pay, để trả tiền mà không chịu đi tìm. Cứ đứng đó rồi search trên mạng, trên đồ để trả mà mất cũng hết 15-20 phút. Ủa lúc cuộc là trả bằng gì? Trả bằng trên mạng. Ồ chứ nó đâu có cái có cái cột để trả tiền tại chỗ hả? Trả xong đi ra mới thấy cái cột. Trời ơi cột. Đứng cả buổi. Nó đi với thổ địa mà cũng như không nha chị ba nha. Không có tụi em là hả, chị ba cũng không đi tới chỗ này đâu. Đúng luôn. Chị ba nói mà. Trời ơi mấy cái cây đổi màu đẹp chưa. Vancouver này mà mùa thu á, cây cối màu xỉu lắm, xỉu. Đẹp hơn bên Seattle luôn. Đẹp, đẹp lắm. Em mê cái mùa thu á. Lá cây nó đổi màu. Khí hậu thì nhẹ nhàng. Đó, đây là bây giờ đi vô mua vé nha mọi người. Tụi ơi, cái cây này thì tụi em sẽ phải mua vé. Ngon. Vì có cái cáp treo bắc qua một cái cầu. Rất là đẹp. Ngọt gì đâu? Ngọt. Không, giờ mày ăn trái xanh rồi, tao cho Thảo ăn trái ngọt á. Nè, kia kia ha. Bây giờ đi vô mua vé để đi vô cái công viên thì giá vé là 75 đồng một vé, mà tụi em thì có chưa được một tiếng đồng hồ, cho nên là tụi em quyết định không có vô, để khi nào có nhiều thời gian hơn sẽ quay lại, vì muốn vô trong đó thì phải dành thời gian nhiều, nó có rất nhiều cảnh ở trong 75 đó để xem. Đồng vé mà mình có một tiếng đi đâu có đủ, mình đâu đủ đi thời chưa gian. Tới cáp treo nữa thì đó, cho nên là thôi tụi em hẹn dịp sau. Cái này mà đây đi, là cái tên nguyên của ngày cái hotel à, đây là cái tên của cái quán ăn mà tụi em ăn đây nè mọi người. Mọi người cũng có cơ hội tới đây thử nha. Cái quán này là theo em cảm nhận là quá ngon, xứng đáng với lại người chuông ta cấp vàng. Cho cái chuông vàng đó. Nhưng mà với mọi người thì cái khẩu vị của mọi người thì em cũng không có biết nha. Như em thì em rất là thích những cái món bún của người Bắc. Thí dụ như là nem cua bể nè, bánh đa cua nè, bún chả cá nè. Rất là ngon. Bún riêu Hải Phòng. Hải Phòng, nha. Yeah. Họ được đặt giải. 35 chuông vàng hả? Nãy cái cô đó cô nói là chuông vàng gì đó. Nói chung là nếu ai thích cái khẩu vị món ăn Bắc á thì cũng nên Hải thử. Hải Phòng là đúng luôn.